吗？那发表吗？发表作业。就哪没烧？人家五六就记上下上。应该是哪没烧？烧没烧的嘛？你已经买了呀？那管家嘞？转铁比萨嘞？现在点数码铁嘞？那些点ngày ngày tháng ngày hết hạn thẻ nhá。cái bên này là điền ba số cuối ở cái góc thẻ mặt đằng sau nhá. Ok. New. Sau khi thanh toán chuyển khoản xong là nó tự chạy rồi. Xong rồi. Ra. Rồi nè. Điền gì kìa? Mất tiền anh kìa. Mất đây. Nó nhiều không? Chỗ khách đến mua. Họ xem gì mình được tiền. Được bao nhiêu? Tầm 10 đứa, 100 đứa xem. Chứ hàng nghìn, hàng triệu. Trong một ngày họ đầy đứa xem. Hàng triệu tiền luôn. Xem nó mua, nó vào xem được. Gì? Thì họ nó xem. Sở thích của người này. Ba số cuối má đằng sau nha, má